Xin chào tất cả bạn, tôi Lương Chuyên ơi đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mỗi giờ đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Cứ đến hẹn lại lên vào 9 hoặc 10 giờ sáng, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp. Và hôm nay là một mẫu biệt thự 2 tầng, mái thái cực kỳ đẹp, bắt mắt, độc lạ, khác biệt hoàn toàn so với những phong cách biệt thự mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên kênh đúng không ạ? Các bạn nhớ lên trên YouTube gõ Kisato, nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ mẫu nhà nào. Hoặc các bạn vào website kisato.vn tham khảo rất là nhiều những cái mẫu nhà của chúng tôi ở đây, đặc biệt là các cái dịch vụ và cả những cái phần giới thiệu về vật liệu mới, công nghệ mới mà chúng tôi chia sẻ ở trên website và trên kênh. Hoặc các bạn có thể vào TikTok tên là Kiến trúc Kisato, Kiến trúc Kisato các bạn nhé, Facebook Kiến trúc Kisato để có thể tham khảo thêm và tìm hiểu hơn về chúng tôi. Thì chúng tôi làm rất là nhiều các cái mẫu nhà vườn, nhà ống, biệt thự, lâu đài, từ đường, đặc biệt là những vật liệu mới, công nghệ mới. Chúng tôi sẽ update thường xuyên chia sẻ trên kênh để các bạn có thể học hỏi và áp dụng cho công trình tương lai của mình. Và càng tham khảo nhiều, các bạn sẽ có một mẫu nhà đẹp tốt trong tương lai bấy nhiêu. Thì mẫu nhà hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là một mẫu biệt thự 2 tầng cực kỳ đẹp, bắt mắt, nguy nga tráng lệ, được công ty chúng tôi thiết kế cho chú Doanh ở khu vực Văn Giang, Hưng Yên các bạn nhé. Thì khi mà chúng tôi về khảo sát thiết kế thì chú mong muốn là một công trình nhà 2 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 80-85 m² trên mét vuông. Và tầng 1 gồm phòng khách, thờ, phòng ngủ, vệ sinh chung, bếp cộng ăn. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và 1 vệ sinh chung. Thì các bạn có thể xem thêm một số những cái hình ảnh mà chúng tôi về khảo sát thiết kế cho chú Doanh. Thì bất kỳ công trình nào chúng tôi đều có đội khảo sát về tận nơi, gồm 2 kỹ sư khảo sát để về khảo sát thiết kế cho gia đình, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, lấy toàn bộ các cái thông tin cũng như đo đạc các cái khuôn đất. Và từ đó chúng tôi sẽ chuyển cho các cái bộ phận bên trên như kiến trúc sư, kỹ sư để có thể làm kiến trúc, kết cấu và điện nước các bạn nhé. Đó. Thì chúng tôi có trụ sở miền Bắc là Hà Nội, Ninh Bình, ở khu vực miền Trung là Đà Nẵng và ở bên trong là miền Nam, để phục vụ khách hàng, và có 6 xe ô tô để có thể tỏa đến tất cả tỉnh thành phục vụ các bạn tận nơi. Rồi, các bạn có thể xem một số cái hình ảnh flycam mà chúng tôi bay từ trên cao để quét được khuôn đất của gia chủ. Bất kỳ công trình nào thì chúng tôi cũng bay flycam. Và khi bay flycam chúng tôi lấy được toàn bộ các kích thước của công trình. Đặc biệt là gì ạ? Chúng tôi xem được hướng cũng như các cái yếu tố mà ảnh hưởng từ trên cao, mà chỉ từ trên cao mới có thể quan sát được. Đó, thì các bạn có thể nhìn qua một chút cái khổ đất của gia đình nhà chú Doanh ở đây. Đó, một chiều là 17 m. Này các bạn nhìn nhé, một chiều 17 m, một chiều hơn 21 m, chiều này có chiều 19 m thôi. Thì lợi thế là gì ạ? Là có 2 cái mặt đường ngõ như thế này. Đấy, thì mong muốn của chú là làm một công trình ở khu vực hướng Đông Nam. Đó, và làm sao có 2 sảnh, sảnh chính, sảnh phụ. Đó, thì đấy là cái mong muốn của gia đình với cái diện tích khoảng 80-85 m² một sàn. Rồi, các bạn xem đề bài chú đưa ra như vậy thì Kisato giải quyết đề bài của gia đình nhà chú như thế nào nhé. Đầu tiên chúng tôi sẽ chia sẻ về mặt bằng công năng. Các bạn sẽ thấy là đối với mặt bằng công năng như thế này thì chúng tôi cũng làm sảnh chính, sảnh phụ với chiều ngang sảnh chính là 9 m 9, chiều sâu là 9 m 5, tức là rơi khoảng gần 100 m², chưa kể sảnh các bạn nhé. 5 bậc bước lên trên để tôn lên chiều cao công trình là đi thẳng vào khu vực phòng khách cộng với khu vực phòng ăn là 26,75 m², khu vực phòng thờ là 8,34 m², khu vực phòng ngủ cho vợ chồng chú ở dưới tầng 1 luôn, tại vì chú cũng có tuổi rồi không muốn ngủ trên tầng trên, là 14,47 m², và một khu vực sinh chung chia tắm riêng, vệ sinh riêng và lavabo riêng. Đó, lavabo chúng tôi kẹp giữa khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh như thế này. Đấy, khu vực bếp nhỏ nhỏ xinh xinh với diện tích 12,59 nhưng mà vẫn đủ để tủ lạnh, khu vực bồn rửa bát và khu vực bếp nấu ăn. Đó, đây một cái cửa phụ đi ra ngách ở phía đằng sau. Một cái sảnh phụ nữa để đi thẳng vào khu vực khách, phòng khách hoặc là khu vực phòng thờ. Chủ yếu là một khu vực sảnh phụ này để gì ạ? Tôn lên cái hình khối của công trình ở phía bên ngoài. Thì tất nhiên các bạn sẽ đặt ra câu hỏi tại sao không thiết kế nó rộng rãi hơn để cho khu vực phòng bếp, phòng ngủ, tất cả thứ nó rộng rãi hơn. Thì xin chia sẻ các bạn, với công năng như vậy và với cái lượng tài chính của gia đình thì chúng tôi phải cân đối để làm sao là vừa nó sử dụng nó hài hòa hợp lý và không bị phạm quá cái mức độ tài chính của gia đình. Nên cái bài toán này chúng tôi thiết kế lên 100 m² so với lúc đầu là 85 hoặc là 80 m² là cũng đã lên khá là nhiều rồi. Đó, nên chúng tôi cân đối để làm sao mọi thứ hài hòa, đảm bảo công năng và bài toán về tài chính các bạn nhé. Rồi, các bạn thể xem tiếp mặt bằng tầng 2, cầu thang đi lên trên tầng 2 thì chúng tôi thiết kế cho gia đình chú là 2 phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 là 11,43 và phòng ngủ số 3 là 12,09. Tổng nhà này có 3 phòng ngủ các bạn nhé, và không có phòng ngủ nào có vệ sinh khép kín.
một khu vực sinh hoạt chung kẹp giữa thẳng cầu thang lên, một khu vực sân chơi làm hệ lam bê tông và một khu vực kho, hay sau này chú làm khu vực phòng sống hơi, diện tích là 6,74 m². Ở đây có một vệ sinh chung thì chúng tôi đẩy ra phía bên ngoài là 3,62 m², cùng trục với khu vực vệ sinh chung ở dưới tầng 1. Ở đây chúng tôi làm một cái lavabo rửa tay ở phía bên ngoài nữa và một khu vực máy giặt. Đấy, giặt thì có, xong thì có thể phơi phóng ở khu vực sân chơi này, hoặc là khu hoặc là gì ạ, có thể là bố trí máy giặt ở phía đằng sau, phơi phóng ở phía bên ngoài, thì tùy gia đình nhà chú. Chúng tôi đều bố trí cho chú ở tầng 1 và tầng 2 để thuận tiện trong quá trình mà gia đình sử dụng sau này. Ok, đối với công năng mặt bằng như vậy thì chúng tôi lên phối cảnh cho công trình ra sao, thì sau đây xin mời các bạn cùng tôi ngắm chi tiết về phần phối cảnh công trình này. Trước khi giới thiệu phối cảnh, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đây. Đó, sảnh chính đây, khách đây, khu vực thờ đây, bàn ăn, cầu thang đi lên, khu vực phòng ngủ ở bên dưới, khu vực bếp bên trên tầng 2, 2 phòng ngủ, một khu vực vệ sinh chung, một khu vực sân chơi, khu vực sinh hoạt chung. Đó, và đây là phối cảnh 3D của công trình. Thì chú mong muốn là có một công trình biệt thự theo kiến trúc tân cổ điển nhẹ nhàng, nhưng mà phải khác biệt hoàn toàn so với những công trình khác, đặc biệt là phù hợp với lứa tuổi của chú. Nên các bạn thấy cái yếu tố phối cảnh đẹp hay không, đầu tiên đó là hình khối của công trình. Thì chúng tôi phát triển khu vực sảnh chính, sảnh phụ lồi ra để tạo cái điểm nhấn cho công trình. Đặc biệt khu vực sảnh chính các bạn nhìn thấy thông tầng, có khu vực cột tròn với các cái chỉ chạy xung quanh thông từ tầng 1 lên tầng 2, tạo ra cái điểm cách điệu cho công trình. Nhưng vẫn có khu vực ban công của tầng 2 ở dưới cái khu vực sảnh chính này các bạn nhé. Còn khu vực sảnh phụ thì chúng tôi chỉ chạy lửng thôi, để tạo ra nhiều cái điểm giật, tạo cái hình khối rất là bắt mắt cho công trình. Tiếp đến là toàn bộ khu vực dưới tầng 1 thì chúng tôi sử dụng chất liệu đá ốp, các bạn nhìn thấy chưa? Đan xen những cái màu sáng, màu sẫm để tạo ra cái điểm nhấn nhá cho công trình. Còn khu vực cửa chính và của sảnh chính và sảnh phụ thì chúng tôi sử dụng chất liệu và cửa gỗ, còn đâu toàn bộ được sử dụng nhôm, vừa mang led cổ kính mà vừa mang led hiện đại. Vòm của sảnh thì chúng tôi sử dụng hệ vòm cong, đấy, chứ không làm mái phẳng, tạo ra điểm cách điệu và công trình nhìn nó cao ráo hơn rất là nhiều. Còn ở khu vực trên thì chúng tôi phát triển thêm các cái hệ mái để làm cho công trình nổi bật hơn. Đó. Ở trên tầng 2 thì vẫn có cầu thang để lên trên cái khu vực tum trên này các bạn nhé. Trên này chủ yếu là chúng tôi sử dụng xà gồ ở thép nhẹ kết hợp với ngoài bắn vít, nhưng mà chúng tôi vẫn tận dụng cái không gian trên này để làm kho cho gia đình nhà chú. Tức là chú sẽ có 2 tầng và một khu vực tum ở khu vực tầng mái để tận dụng làm kho. Đó. Đây các bạn hãy nhìn trực diện của khu vực sảnh phụ. Rất cân đối hài hòa đúng không ạ? Ở đây thì chúng tôi làm 2 lớp mái chạy song song giật này và dẫn theo từng tầng như thế này. Đây là khu vực sân chơi ở khu vực tầng 2 đấy ạ. Đó. Dưới tầng 1 thì toàn bộ được ốp đá lên, nhìn rất là sạch sẽ và sang hơn rất là nhiều các bạn nhé. Còn đâu ở trên tầng 2 chúng tôi chạy những cái điểm viền ở chạy thẳng lên khu vực mái chữ A cũng bằng đá, cảm giác công trình rất là sang trọng. Đấy, đây là cái khu vực mặt hông cũng rất đẹp đúng không ạ? Khu vực cầu thang chúng tôi làm cái hệ vòm như thế này. Đấy, rất sạch sẽ, đẹp và bắt mắt. Đấy, các bạn nhìn thấy giật từng tầng. Ở trên này, trên cái kho này thì chúng tôi vẫn có một cái cửa để mở ra để làm cái năng lượng mặt trời, còn test nước thì ở phía bên trong để cho mát, và năng lượng mặt trời ở phía bên ngoài. Và cái tông màu mà chú thích đó là cái tông màu màu đỏ, hợp với mệnh của chú và phù hợp với cái độ tuổi của chú, nên chúng tôi sử dụng tông màu trắng kết hợp với tông màu mái ngói màu đỏ và một số các cái chi tiết đá viền trang trí cũng màu hơi màu vàng một chút để tạo ra cái điểm nhấn nhá trong trình. Đây còn trực diện của khu vực vẫn là khu vực sảnh phụ đấy. Đấy, các bạn, tôi có thể zoom lên cho bạn nhìn rất đẹp, bắt mắt. Ở các khu vực cửa sổ thì chúng tôi đều làm diềm mái hắt để che nắng che mưa. Trên này chúng tôi làm cái hệ lam bằng nhôm các bạn nhé, để lấy sáng và thoáng cho khu vực tầng áp mái, không bị nóng, không bị om khí các bạn nhé. Đó. Đấy, các bạn thể chậm chậm quan sát lại toàn bộ phối cảnh của công trình này. Dưới khu vực chân tường thì chúng tôi chạy hết toàn bộ bằng gạch thẻ, sạch sẽ mà dễ lau chùi. Còn một cái điểm đặc biệt các bạn thể thấy là cái đế là chúng tôi kê cao nên chúng tôi không để ở dưới. Đấy, trên này thì chúng tôi đổ cái nền cốt 00 cao bằng từ sân lên cao bằng đến cốt 00, sau đó làm cái đế, sau đó với là cái gì ạ? Cái đế dày ạ, sau đó với đến cái phần trang trí của phần trụ cột bên dưới. Đấy, như vậy sẽ cảm giác công trình cao ráo và khỏe khoắn hơn rất là nhiều.
Đó, rất đẹp, bắt mắt đúng không ạ? Đây là khu vực sảnh chính. Thì ở đây có lan can thì chúng tôi làm lan can sắt nghệ thuật. Toàn bộ cửa sổ đều có máy hắt hết. Đấy. Các bạn có thể dựng hình TV hoặc điện thoại để ngắm nhìn lại toàn bộ công trình này. Các bạn nhìn thấy không có nhiều các cái chi tiết tấp vẽ cầu kỳ mà chúng tôi tập trung vào những cái gờ phân tầng. Các bạn nhìn thấy chạy những cái gờ phân tầng này từ tầng 1, tầng 2. Rất đẹp và bắt mắt. Đấy, kết hợp với các cái phào chỉ như này trên tầng tầng 2 đến tầng áp mái cũng tương tự như vậy các bạn nhé, tạo ra công trình cảm giác rất là khỏe khoắn, kết hợp với hệ cột tròn nhìn rất là sang. Đấy, vừa đúng theo cái tiêu chí mà chú mong muốn, và khi mà chú xem sản phẩm thì chú wow lên, chú rất là ưng ý thích, và cảm ơn Kisato đã thiết kế cho chú một công trình mà chú rất là tâm đắc. Để sắp tới thì công trình của chú sẽ triển khai thi công xây dựng, thì chúng tôi sẽ quay lại review lại khi mà ngôi nhà lên thực tế, và tôi tin rằng nó đẹp hơn rất nhiều so với thiết kế các bạn nhé. Thì hàng ngày chúng tôi đều chia sẻ những cái mẫu nhà, và chúng tôi cố gắng lựa chọn những cái mẫu nhà độc lạ khác biệt để các bạn để có nhiều cái lựa chọn tham khảo, với nhiều diện tích khác nhau, nhiều công năng khác nhau, số tầng khác nhau, nhiều phong cách khác nhau, và từ đó các bạn sẽ định hình cho mình một cái sở thích, một cái tiêu chí tựa và hình dung ra công trình tương lai của mình, kết hợp với những cái đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư chuyên nghiệp của Kisato để tạo ra những cái sản phẩm mà bạn ạ chỉ hình dung ra nhưng mà không thể hiện bằng hình, thì chúng tôi là người giúp các bạn truyền tải cái mong muốn nguyện vọng của bạn thành gì ạ mặt bằng công năng, thành hình khối, và từ đó các bạn sẽ nói được cái mong muốn nguyện vọng của mình thông qua những cái ý tưởng sáng tạo của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư. Thì thông qua video này rất là hy vọng các bạn đã có một cái mẫu nhà đẹp để tham khảo và học hỏi được gì đó. Và nếu các bạn thích thì hãy share video này cho bạn bè người thân, hoặc là share lên Facebook, Zalo để lưu lại. Đặc biệt gọi cho chúng tôi theo dõi bên dưới để chúng tôi về tận nơi khảo sát, tư vấn và thiết kế cho các bạn một công trình đẹp trong tương lai. Xin chào, gặp lại các bạn.